chiều ngày 19 tháng 4 tại đường Cao Toàn, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận tổ chức giải kéo co các công đoàn cơ sở trực thuộc, đồng chí Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố tới dự. Đại biểu quận có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Thị Thuyền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cùng sự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các phòng ban ngành đoàn thể của quận tham gia giải kéo co có 8 đội, công đoàn ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, công đoàn văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận, công đoàn cơ quan quận ủy, công đoàn khối dân vận, công đoàn liên cơ quan phòng y tế, phòng giáo dục và đào tạo quận, phòng tài chính kế hoạch quận. Công đoàn Liên cơ quan Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Kiến An, Công đoàn Liên cơ quan Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, Công đoàn Liên cơ quan Phòng Quản lý Đô thị, Chi cục Thống kê, Phòng Văn hóa và Thông tin quận. Mỗi đội gồm 10 người, năm nam năm nữ, các đội thi đấu được chia thành 4 bảng. Với tinh thần quyết tâm cao, ngay ở vòng loại các đội đã cống hiến cho khán giả những màn kéo co hấp dẫn kịch tính thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Bốn đội chiến thắng ở vòng loại tiếp tục vào thi đấu vòng bán kết. Công đoàn cơ quan quận ủy gặp đội công đoàn liên cơ quan Phòng kinh tế, Phòng nội vụ, Phòng lao động thương binh và xã hội quận. Đội công đoàn khối dân vận gặp đội công đoàn liên cơ quan Phòng tư pháp, Phòng tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh kiên An xuất sắc vượt qua vòng bán kết, hai đội công đoàn cơ quan quận ủy và công đoàn liên cơ quan phòng tư pháp, phòng tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kiến An gặp nhau ở trận chung kết. Với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự phối hợp nhịp nhàng hợp lý, đội công đoàn cơ quan quận ủy đã chiến thắng. Kết thúc giải ban tổ chức trao giải nhất cho đội công đoàn cơ quan quận ủy, giải nhì được trao cho đội công đoàn liên cơ quan phòng tư pháp, phòng tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kiến An đội công đoàn khối dân vận và đội công đoàn liên cơ quan phòng kinh tế, phòng nội vụ, phòng lao động thương binh và xã hội quận đồng giải 3, các đội còn lại được trao giải khuyến khích giải kéo co được tổ chức nhằm tạo sân chơi thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cán bộ công chức viên chức người lao động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại qua đó nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần cho cán bộ công chức viên chức người lao động góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị đây cũng là một trong những hoạt động liên đoàn lao động quận tổ chức nhằm chào mừng đại hội công đoàn các cấp, cấp và hưởng ứng tháng công nhân năm 2023.